Phép khâm liệm khi bị xử tội chém. Lấy cành cây ở phía đằng đông, đẽo thành kiếm gỗ. Đến lúc liệm, đặt kiếm gỗ ấy dưới chân thi thể. Đặt đầu thi thể quay về hướng bắc cho ngay ngắn. Pháp sư nhìn về hướng xa bắc đầu chỉ, niệm chú. Sinh ký năng thuận nhi sinh, tử hà bất thuận nhi tử. Mệnh gia số gia, lộ đồ nhi tử. Tòng phong nhi hành, tốc khứ, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, bê thi thể nâng lên đặt xuống 3 lần, tụng chú. Mộc hữu đại phong nhi chiết, nhân phùng hoạnh họa nhi vong. Phàm bẩm quyết số, mạc thống hồ trung. Đoạn giả phục tục, hoạnh giả tòng tung. Hình hồn phục cựu, tảo tuyệt hung ương. Cấp cấp như luật lệnh. Dùng giấy vàng mực đỏ, vẽ cửu long phù, dán bốn mặt phía trong quan tài. Dùng đuốc, vẽ cửu long phù ở bốn hướng. Miệng niệm thần chú, tay bắt quyết. Mão đông dĩ tuyệt tai hung, ngọ nam vĩnh tuyệt gian tham. Dậu tây vĩnh tuyệt hôn mê, tí bắc dĩ tuyệt hậu hoặc. Cấp cấp như luật lệnh. Ném đuốc về phương nguyệt không, nhập liệm như thường.